con học sinh lớp 5, cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Hôm nay chúng ta làm các bài tập trong vở bài tập toán 5 tập 1, bài 32, khái niệm số thập phân, trang 44-45. Đầu tiên chúng ta làm bài tập 1, viết cách đọc các số thập phân theo mẫu 0,5, đó là cách viết, còn đọc là 0,5, chúng ta viết thành chữ 0,5. Dựa vào cách đọc số thập phân theo mẫu này, chúng ta tiếp tục viết cách đọc các số thập phân tiếp theo. 0,7, chúng ta viết thành 0,7. 0,02, chúng ta viết là 0,02. 0,005, chúng ta viết thành 0,005. 0,02. Cô xin lỗi, đây là 0,2. 0,9. 0,08. 0,009. 0,009. Đấy, chúng ta đã hoàn thành xong bài 1, viết cách đọc các số thập phân. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số. Cô giáo mời các con quan sát. Đây là tia số. Điểm bắt đầu là gốc 0 và tia số mũi tên kéo dài mãi về phía tay phải. Trên tia số này là một đơn vị. Từ 0 đến 1, đây là một đơn vị. Được chia làm 10 phần bằng nhau. Đấy. Các đoạn này, đấy, chia làm các đoạn 10 phần bằng nhau. Mỗi một phần... Đấy, mỗi một đoạn thẳng này, mỗi một đoạn này là bằng 1 phần 10, chiếm 1 phần 10, 2 phần 10, 3 phần 10, 4 phần 10, 5 phần 10, 6 phần 10, 7 phần 10, 8 phần 10, 9 phần 10 và 1. Chỗ này 1 đây chính là 10 phần 10. 10 phần 10 là 1. Cho các phân số thập phân, đấy, các phân số thập phân đã viết ở trên. Bây giờ từ các phân số thập phân này, chúng ta viết thành số thập phân. Như ở bài mới chúng ta đã làm quen với số thập phân rồi. Mẫu 1 phần 10 chúng ta viết thành 0,1. 2 phần 10 viết thành số thập phân 0,2. 3 phần 10 viết thành 0,3. 4 phần 10 viết thành số thập phân 0,4. 5 phần 10 viết thành số thập phân là 0,5.
6/10 viết thành 0,6. 7/10 viết thành số thập phân là 0,7. 8/10 viết thành số thập phân là 0,8. 9/10 viết thành số thập phân là 0,9. Như vậy, ở bài 2 vừa rồi, từ phân số thập phân, chúng ta viết thành số thập phân tương ứng. Chuyển bài tập 3. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu. Bài 3 chúng ta có 2 câu, câu A và câu B. Từ các phân số thập phân ở bài chúng ta quan sát, chúng ta thấy từ các phân số thập phân này, chúng ta viết thành số thập phân. Câu A, 7 decimet bằng 7/10 m bằng 0,7 m. Từ phân số thập phân chúng ta đổi từ decimet thành mét. Đấy, đó là câu mẫu. Bây giờ từ mẫu này chúng ta viết các phân số thập phân thành số thập phân. 9 decimet bằng 9/10 m bằng ...m. Như chúng ta đã biết là 1 mét thì bằng 10 decimet. 1 decimet bằng 1/10 m. 9 decimet bằng 9/10 m. Từ 9/10 m là phân số thập phân, chúng ta viết thành số thập phân là 0,9 m. 5 cm bằng 5/100 m bằng ...m. 1 cm thì bằng 1/100 m. 5 cm bằng 5/100 m. 5/100 m chúng ta viết thành số thập phân. Thì các con lưu ý là với hai cái số thập phân trên thì có, chúng ta viết từ 7/10 thì viết thành 0,7, 9/10 viết thành 0,9. Tức là cái số 0 này đấy, là đơn vị mét, còn 9 này là đơn vị decimet. Đấy. Vậy thì 5/100 chúng ta viết thành 0,05 m. 0 này là mét. Đấy. Dấu phẩy nó ngăn cách giữa thể hiện là mét. Đấy không? 0 mét. 0 này là 0 decimet và 5 này là 5 cm. 8 cm bằng 8/100 m thì chúng ta viết thành số thập phân là 0,08 m. Tiếp tục câu B, 3 mm bằng 3/1000 m bằng 0,003 m. Cô giáo giải thích mẫu. 3 mm bằng 3/1000 m bởi vì 1 m thì bằng 1000 mm. 1 mm bằng 1/1000 m. 3 mm bằng 3/1000 m, tức là 3 chia cho 1000 ấy, thì biểu diễn thành phân số là 3/1000. 3/1000 chúng ta viết thành số thập phân 0, chữ số 0 này là mét. Đấy, chữ số dấu phẩy để ngăn cách giữa mét với các đơn vị còn lại. Chữ số 0 tiếp theo là decimet, chữ số 0 tiếp theo là hàng cm và 3 này là 3 mm. Đấy, như là đầu bài đã cho. Chúng ta viết thành số thập phân 0,003 m. 4 mm bằng 4/1000 m. Và chúng ta viết thành số thập phân là, vì bài yêu cầu đổi sang mét, như vậy 0 mét này, sau mét là decimet, sau decimet là cm và 4 mm. Tiếp tục, 9 gram bằng 9/1000 kg. Vì 1 kg bằng 1000 gram, 1 gram bằng 1/1000 kg. 9 gram bằng 9/1000 kg. Chúng ta viết thành số thập phân là 0 kg. Kg rồi đến hectogram là chữ số 0 tiếp theo. Rồi đến decagram, chữ số 0 tiếp theo. Và đến chữ số 9 là
gam. 9 gam bằng 9 phần 1.000 kg bằng 0,009 kg. Tiếp tục, 7 gam bằng 7 phần 1.000 kg. Và chúng ta viết thành số thập phân 0,007 kg. 7 gam bằng 7 phần 1.000 kg bằng 0,007 kg. Đấy, như vậy là từ phân số thập phân chúng ta viết thành số thập phân. Các con lưu ý, đấy, nếu mà chúng ta nhớ máy móc, chúng ta nhớ máy móc thì chúng ta cứ nhìn cái mẫu số của cái phân số thập phân này thì chúng ta sẽ viết được cái số thập phân. Đấy, bởi vì phân số thập phân thì mẫu số sẽ là 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000 vân vân. Cứ số 1.000 này chúng ta viết thành số thập phân, chúng ta viết ngược. Đấy, chúng ta cứ viết ngược đi. Đấy, cái chữ số 0 này. Đấy, chữ số 1.000 có 3 chữ số 0 thì cái số thập phân chúng ta cũng viết thành 3 chữ số 0. Đấy, cái phần nguyên là 0 và các chữ số 2 chữ số 0 tiếp theo và cái chữ số cuối cùng là tử số. Đấy. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 4. Viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu. Ở bài tập 4 là một bảng gồm các cột như sau. Cột thứ nhất là decimet, cột thứ hai là cột thứ nhất mét, cột thứ hai decimet, cột thứ ba centimet, cột thứ tư là milimet, cột thứ năm là viết phân số thập phân. Cột thứ 6 là viết số thập phân. Đấy, viết số thập phân. Mẫu cho 0 mét 9 decimet. Viết phân số thập phân là 9 phần 10 mét và viết thành phân viết thành số thập phân là 0,9. Cột mét ở đây là 0 mét có 9 decimet. 9 decimet, bây giờ bài yêu cầu chúng ta đổi tất cả đều ra mét. Đấy, chúng ta yêu cầu nhìn cái phần viết số thập phân, tất cả đổi thành đơn vị là mét. Ở đây chỉ có 9 mét thì như chúng ta đã biết là 1 mét thì bằng 10 decimet, mà 1 decimet thì bằng 1 phần 10 mét. 9 decimet chúng ta viết thành phân số thập phân là 9 phần 10 mét. Từ 9 phần 10 mét chúng ta viết thành số thập phân là 0,9. Tiếp tục, 0 mét 2 decimet 5 cm. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta có 25 cm. 25 cm thì chúng ta viết thành phân số thập phân. 1 mét bằng 100 cm. Ở đây có 25 cm thì bằng 200 phần 100 mét. 25 phần 100 mét. 25 phần 100 mét thì chúng ta viết thành số thập phân là 0,25. Chúng ta viết thành phân số thập phân là 25 phần 100. Mét thì chúng ta viết thành 0,25. 0,25 thì 0 này là hàng mét, 2 là decimet, 5 là centimet. Tiếp tục, 0 mét, 0 decimet, 9 centimet. Từ 9 centimet chúng ta đổi thành mét. 1 mét bằng 100 centimet. 1 centimet bằng 1 phần 100 mét. Vậy 9 cm thì bằng 9 phần 100 mét. Chín phần 100 mét này chúng ta viết thành số thập phân là 0,09. 0,09 mét. Tiếp tục, 0 mét 7 decimet, 5 cm, 6 mm.
Ở đây chúng ta có đơn vị là đến mm. Đấy, từ mét đến mm thì 1 mét bằng 1.000 mm. 756 mm thì bằng 756 phần 1.000 mét. Bảy trăm năm mươi sáu phần một nghìn mét chúng ta viết thành số thập phân. Ở đây có gì? 0 mét, rồi viết dấu phẩy 756, rồi tiến đến gì? 7 là decimet, 5 là cm và 6 là mm. Chúng ta viết thành số thập phân 0,756m. Tiếp tục, 0 mét, 0 decimet, 8 cm, 5 mm. Như vậy chúng ta chỉ có hai đơn vị là 85 mm. 85 mm thì chúng ta đổi thành, chúng ta viết thành gì nhỉ? 85 phần 1.000. 85 phần 1.000 mét. Bây giờ chúng ta viết thành số thập phân. Ở đây là có 0 mét. Như vậy 0 phẩy. Rồi decimet có không? Decimet là 0. Cm là 8. Mm là 5. Chúng ta viết thành số thập phân 0,085m hoặc là 0,085m. Như vậy bài 4 vừa rồi chúng mình đã viết được các số thập phân từ các phân số thập phân. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.